Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mộc TV. Thì buổi sáng chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì hôm nay sáng trời trời nắng tốt nên mình cũng dọn dẹp rửa sân rửa bãi rồi nè, giặt manh rồi nè. Thì đằng cuốn cũng mới ăn về xong thì hôm nay đổi món ăn trễ một chút, mua gan về luộc đó. Thì chia vô cái tô bự rồi nè đó. Thì cái này là hôm nay mình cho bé què bé Tàn Tật ăn. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like cả nhà đó. Thì bé Tàn Lộc hôm nay được ăn cơm với gan. Không phải có dằn kem đâu, đừng hòng. Đây của bé Tàn Tật đi không có được cả nhà. Giờ nằm cái đó đó, rồi đái một chỗ luôn, rồi tri trét lết tùm lum la luôn, nên mình phải làm chiến thuật. Hôm qua mình cho nằm ở trong cái thùng giấy á, thua rồi, thùng giấy này thua nên giải cũng không được nữa. Tối thì mình tủ tủ giải xung quanh nè để cho nó không có gió vô, và mình để một cái miếng nhựa ở dưới á, ở trong làm lót cho mày nè. Rồi bé nằm nó không, nó bị nó ấm, nó không có lạnh, thì mình tủ giải xung quanh chứ để nó đái lên giải. Thì hai cái chân bé rất là yếu, nói chung là đi không được á, dị tật bẩm sinh rồi. Nó thòng xuống luôn rồi chứ. Nó vậy đó. Đi cũng không được mà lết cũng không được. À, coi giỏi. Đây có cái tô, cái chén nước đầy nhóc luôn nè. Sáng thì mình dọn dẹp lau nền sạch sẽ rồi, rồi mình ẩm bé này bỏ vô cái này gì ta, cái lồng này nè, đem ra phơi nắng một chút rồi đem vô. Có hai cái tay, hai cái chân trước là mạnh thôi, còn hai chân sau là đi không có được, bị chất thiếu canxi ở trong bụng, từ trong bụng mẹ nên ăn đây con. Mắc cỡ. Rồi ăn không hết à, ăn không hết cho anh sói ăn. Trời ơi, anh sói thèm rồi. Con ra đây đây chơi với mấy anh chị nè.
Sao chơi với mấy anh chị cho vui nha. Ờ sói nghiên cứu khám phá cái lồng nữa kìa, còn gì đâu mà ăn hết rồi. Ngồi yên đi. Ông ngồi yên đây. Để lát à, tới trưa ánh à, nóng nóng rồi cho lau mặt lau mày cho. Hôm qua tắm nó rung bảy bảy luôn cả nhà. Cưng lắm á. Cưng quá. Lanh lắm á cả nhà, lanh lắm mà có cái tội à, đi không được à. Giỏi. Bị tật. Tật hai cái được hai cái giò sao đi không được. Ừ, thì nó không cực kỳ nè. Ngơ kìa. Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, thì hôm nay mà cho đằng cuốn ăn đó dàn kem thì hôm qua mình cũng sức ghẻ, bây giờ nó khô mặt rồi, lẹ không, phải cắt chùm lông chỗ này mới được, sức nó mới hết đó. Ghê quá. Thôi xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thôi xin chào. Bé này thì đái còn con mình cũng đái luôn cả nhà nè, mới giặt nệm. Cái nệm mà đái ơi thẳng xuống luôn. Thôi xin chào.